gia đình mình tổ chức nướng mấy thứ này nha cả nhà. Đây là mấy em gắn của hai anh em mình bảy nè, số nè, xíu nữa nè anh em mình đã dặn xương rồi, chút xíu nữa anh em mình nó ớp nha cả nhà, kiều nướng thì chuột. Lời đầu tiên cho anh em kênh Sang Bắc ủng hộ TV mình, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm động lực tinh thần làm những video tiếp theo nha. Chiều nay mình sẽ làm món nướng siêu cay nha. Có thịt bò nướng nữa không? Bò nướng, và tột nướng nha mọi người. Cái gắn này mình đã bằng rồi nha cả nhà. Quá ngon. Rồi thôi, hồi chút xíu nữa em mình ướp rồi nướng mình bắt máy cho cả nhà xem nha. Rồi, chị em đâu biết quay đâu. Trong đoạn ướp nha cả nhà. Thành phần là hủ sa tế. Này của mình nãy giờ này, thịt bò nha cả nhà, thịt bò nướng cục, ớt nước mắm với tiêu nè. Ê, này này cho sa tế vào nha, chuột với rắn với bạch tuộc nè, tỏi cho luôn, ấm nước sôi nè, tỏi cho nó hơi vị đâu. Tỏi với ớt này nó quá tiêu rồi nó quá. Rồi đây là thịt bò mình ướp thịt bò nha cả nhà. Thịt bò ướp nước mắm tiêu rồi nha. Thành phần là nước mắm nè, tiêu nè, đường ngọt. Ủa chị hay rồi không có để đường sao cứ để mặt ăn vậy? Khỏi để mà ông mà ông khét á. Đường dàn đường dàn đường hết thôi. Không có đường không được, không được ăn kỹ vậy. Đường ăn kỹ. Đường nhiều như thế. Rồi mình thịt bò này là mình ướp nha. Còn em mình ướp sa tế. Ớt, tỏi. Rồi, rồi trộn lên thôi. Mình có chuẩn bị mớ cà để mà nướng luôn nha cả nhà. Đây là bà Tâm Vlog chứ không phải bà Tăng Vlog. Rồi, thấy mấy anh em mình đảm đang không? Vừa sang Bắc trong mấy anh em mình hôm nay là tổ chức nướng mấy cái đồ đồng của mình. Hồi nãy mình đi chợ mình mua dù tới đây còn chạy nữa mấy bạn. Vừa tới thầu còn ở ngoài ruộng chạy còn không lợi, vô đây sao chạy lợi. À, lại lấy cần dầu chế nè miếng sa tế ha. Ủa sa tế yếu không? Yếu hả? Thiệt hả? Miếng ở đây sa tế yếu rồi đó. Sa tế này có mùi vị gì chấm chưa ta? Mình gác máy đây mình tay mình dơ mấy bạn. Dạ, anh Hà lấy miếng chai đó chế vô giùm em miếng đó đi, chế sợi tế vô em trộn luôn. Sợi tế nhiều sợi cay không biết miếng dầu gì thầm miếng sợi tế trước đi hai sợi dầu rồi mình trộn trước đi để nó lỏng miếng sợi tế nha cả nhà, thêm miếng sợi tế nữa cho nó có màu một chút. Rồi cái này nó siêu cay mà miếng dầu ăn nên mình nướng không bị khét nha cả nhà. Chế đại lên đi, chế dầu nữa, chọn
không bị dính giấy nha cả nhà. Chuột bữa hôm mình bảy giờ nè. Sao để mà chuột bữa hôm mình bảy nè. Này chơi đồ đồng không à. Có cái đó là cái đồ nuôi. Mình muốn cục thì mình để nguyên cục gì mình để lên nó héo héo rồi mình mới kích sắt ra mình héo như thế này. Em bấm kiếm. Mày cũng bấm kiếm nữa hả? Rồi rồi, cạnh dừng đây đi nha. Một chút xíu tạm dừng máy đây nha. Một xíu nữa mình đốt lửa than lên nướng. Cải xanh á. Cải nồng á. Cải nồng á. Ừ. 2.000 cải xanh hả? Ừ, 2.000 thôi. Cải xanh với khoai tây ngọt nha. Tại vì biết sao ăn cũng thôi 5.000 đi. Thôi 2.000 thôi, ít thôi. Mấy rau kia nhiều rồi. Rồi. Đây là công đoạn ướp của mình xong. Này thịt bò của mình nha. Món thì của mình hồi chút xíu nữa mình nướng cho cả nhà xem nha. Rồi, thôi mình tạm dừng máy đây chút xíu nướng cho các bạn xem nha. Rồi. Tát nướng bắt đầu nha cả nhà. Mày gắn mình đánh lớn nè các bạn. Bắt trước mấy kênh của Săn Bắt TV rồi nó bạn. Thơm quá thơm. Tranh thủ chở đây thôi, khác giống bữa hổm nướng luôn. Nói không? Trời ơi, chỗ hay không? Chỉ rớt xuống dưới cái màu chính dữ à. Lửa quá lửa tàn con chán kịp. Cậu vô cậu với rau lớn hơn màn hình mình đấy. Có đồ ăn không? Không có rau. Ừ. Rau để ăn đồ nướng nha cả nhà. Rồi lại ông ta tâm vlog rồi. Siêu cay. Cái thịt bò hồi chút xíu mình nướng nướng cục nè. Nướng cho nó tái tái lại cái đầu. Bỏ vô mình lăn tiếp luôn nó không. Chiều nay mưa bão cả nhà. Chiều nay mưa bão mình đang muốn nướng thôi. Hy vọng là mai tới cử đi thăm bãi gắn anh em mình trước lớp nha cả nhà. Trời này chắc mai có chính phủ hầm. Mưa quá. Chuột này nãy em mình nó chở nông nghiệp nên nó hơi đen rồi. Hồi chút xíu lột cái đó bỏ. Lửa quá lửa nè. Tại nãy lửa tắt. Lửa tắt. Cái này chưa chín. Đưa cái ớt nó vô trong á. Chưa chín rồi. Ừ.
hồ còn nhóc hết kìa. Tại ăn không hết, không có làm nhiều. Mấy mực chắc mau mình thổi xíu đưa lên. Trời đang mưa mà nghe mùi này muốn đói bụng quá các bạn ơi. Thơm quá đói bụng vậy thơm. Rồi chừng nào có lên nhà nào mình bắt máy quay cho cả nhà xem không? Chịu đi, đi. Ờ, đi 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 đi. Cỡ đi đi đi. Đi được đi đi không được. Cỡ này làm ba lưới gắn quải mà. Rồi kêu yêu. Trời ơi trời. Cả nhà thành thành quả rồi nha. Thế hả? Rồi. Rồi, để mình thử nha mấy bạn. Rồi, để anh em mình test thử thôi. Im im mấy bạn ơi. À, coi coi vừa ăn không? Quá mấy bạn ơi. Chú cục cũng ăn được mấy bạn nãy giờ. Nướng mà nó bay mùi chịu không nổi. Này là nướng miếng ơi. Để đứng quan thôi nuốt miếng mà sao. Rồi vậy mấy con đó chín nữa tao mình nhưng gấp gầm lần cắt. Cái nắm nắm đằng hình này đùa đùa lại. Lên khác. Ừ, gắn chín quá. Tại có gì mình thấy lên đây đi, hơi nữa có mình thăm lại. Để lên để với giao anh làm cho một tấm hình nền cây. Phan, anh hai bấm một cái đi rồi em sắp lên cái. Hả? Mấy cái nền cái đi rồi em gấp lên hả chụp. Đây là thành quả nha cả nhà. Để em lên một cái dĩ nữa đi rồi. Rồi ok đấy, em mình lên mẻ nó nha, xong mẻ còn nó tục. Để thêm mẻ nó đi. Rồi tới mình test miếng gắn cho cả nhà xem nha. Ngon quá. Bự quá hả? Bự quá. Dải nó nhỏ nhỏ rồi cả nhà. Bự quá. Rồi mình chấm miếng muối ớt siêu cay nha cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Quá ngon. Miếng rau nữa cả nhà. Tiếp tục làm mẻ thứ hai nha các nhà. Mình tạm mấy đường nữa. Chưa chín luôn. Chưa đâu chưa. Quá ngon. Đây tới mình nha các bạn. Rồi cái nha. Rồi ta thử nghe đắng đi. Nãy chuột rồi rồi. Nãy chuột rồi giờ đó. Đây. Đây mua ớt cay nè nghe mấy bạn. Làm một miếng ớt luôn coi. Rau gác gì kẹp vô luôn không? Đó, trời miếng chuối nè, miếng cà chua nữa nè nghe mấy bạn. Này trước đi. Rồi cho cảm nhận luôn tâm ơi. Làm như nó quá đã nó mất cảm giác quá thôi đó quá tịch tự nhiên ai đúng mà không đó, tự nhiên nhảy đạch 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 tê quá đã Nhi kè tới Nhi lại kìa. Nhi lại test thử cảm nha nhãn của anh rồi Nhi ra Nhi lại đem quà lại đúng không Nhi Nhi chết chưa làm miếng mấy bạn ơi. Cái gì vậy? Mấy bạn. Trời ơi, thay cơ bạc. Bữa nay mình chơi luôn. Rồi, bữa nay hốt rồi nó uống thay cơ bạc luôn. Nó chơi mình nó luôn, nó không có xuống chơi mình nó luôn.
anh em uống với Tiger bạc thì còn gì của cả nhà. Ồ, Tiger bạc luôn, còn còn lạnh đóng đóng băng luôn nha cả nhà, còn xuống luôn đó. Cái đám này nó ăn được nó ha. Sau này sẽ có con quá ngon. Rồi thôi mình tạm dừng máy ở đây, mình còn dùng bữa nữa nghe cả nhà, mình chịu hết nói rồi. Vì điêu mà nãy giờ mình chịu hết nói rồi. Đây là quay mà ta dễ gì, cái thịt bò nó mới ngon đó, hỏi nó cục đó. Rồi thôi cho anh em kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Giờ đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những cái video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn. Chào tạm biệt ha, trước lúc tạm biệt mình mời các bạn thêm cái đuôi nữa nha, cho đủ bột. Rồi đuôi cố gắng của mày nha cả nhà. Này, anh em mình bữa trước vô nguyên động luôn rồi. Rồi hẹn các bạn ở clip thăm bãi gắn ngày mai nha. Mai anh em mình tiếp tục tới cử đi thăm bãi gắn nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye luôn mấy bạn ơi.